Xin kính chào các quý vị. Tuyệt vời quá các bạn ạ. Trên phòng test lab của Thiên Hà hiện tại bây giờ đang có một cặp loa JBL K2 S1009 Project. Đây là một trong những huyền thoại đến từ hãng JBL. Và cặp loa này thì lại là một trong những cặp loa cột lớn nhất của hãng và được mệnh danh là quái thú trong gia đình JBL. JBL thì có một bề dày truyền thống lên đến trên 75 năm. Nhưng đây là một trong những cặp loa được đưa vào huyền thoại và đưa vào trong những sản phẩm được ưa dùng nhiều nhất tại nước Mỹ và trên toàn thế giới. Và hôm nay chúng ta cùng xem cặp K2 này nó có gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái thùng cắt tông. Nó rất là cao và to và nó có cái trọng lượng lên tới 90kg các bạn ạ. Đó, các bạn thấy cái sự chắc chắn thế này. Và cái sự đóng ở đây thì nó đóng ở cái thùng phía vuông. Còn cặp này ở tại Thiên Hà thì chúng tôi đây là hàng vừa nhập khẩu về. Thì các bạn sẽ thấy ngay cái date khi nhập về Việt Nam, đó là tháng 6 năm 2021. Tức là có cách đây thời gian rất là ngắn. Và cặp loa này thì nó là một cái cặp hàng nguyên siêu. Quái thú, đã gọi là quái thú thì nó phải có gì khác biệt. Tại sao gọi lại là quái thú, không phải là một cái tên gì khác? Vâng, vì nó có một cái loa bát lên đến hơn 40, gần 40cm. Nhưng mà cái cặp loa này thì nó được thừa hưởng từ những dòng loa đầu bảng tốt nhất, chất lượng nhất. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần YouTube sau. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được phép khui thùng cặp loa này cùng các bạn. Cặp loa này nếu mà để nằm xuống thì các bạn sẽ thấy rất là khó khi lấy loa ra. Nên chúng tôi đã phải để nguyên thế này và chúng tôi sẽ rạch từ mép này. Vâng, sự hé lộ cặp loa này bắt đầu gần diễn ra rồi ạ. Wow, cả một lớp cắt tông như thế này. Đó, các bạn thấy cái sự tuyệt vời chưa? Cặp loa này thì được đóng, đây là mặt lưng của cặp loa. Và đây là phần thùng xốp. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được rút cái xốp này ra và chuyển cặp loa này ra ngoài. Và bên này thì nó có các cái, các bạn lưu ý đây là những cái tấm để hút ẩm. Và đây là chính là cái bảo vệ của lỗ thoát hơi đằng sau của loa. Vâng, nếu mà để bê trực tiếp cặp loa này thì tôi nghĩ đó là một cái điều cực kỳ là gian nan. Lên chính tôi phải dùng cái phương pháp tên là để dây đi dây lại để lôi được cặp loa này ra ngoài. Và chúng ta cùng quay về mặt đằng trước này. Đầu tiên trên đây thì nó sẽ có cho các bạn một quyển catalog. Và đây là bộ chén hứng ở dưới. Đó. Nhìn đã thấy quá ấn tượng với dòng JBL này rồi. Và đây là các cái mút chống xốp, chống sốc, mút xốp như lại là chống sốc. Nhấc cặp quà này ra ngoài, nhưng mà tôi nghĩ một mình tôi thì chắc cũng thật khó khi xử lý việc này vì cặp loa này nặng lên 80 cân, bây giờ tôi lại phải nhờ thêm một nhân viên kỹ thuật với tôi để hỗ trợ tôi và tôi sẽ đưa là cặp loa này ra ngoài. Các bạn đợi tôi một phút. Vâng, chúng ta cùng thưởng lãm xem màu cặp loa này là màu gì.
Đẹp quá các bạn ạ. Vâng, đây là màu đôi xe út vẫn còn nguyên siêu. Và đây là những họng kèn Sonograd. Và đây là những cái tiêu chí mà rất là được nhiều audiophile trên toàn thế giới hướng tới. Với một hình nửa hình bán nguyệt đẹp này thì tôi nghĩ đây là trong những một dòng sản phẩm rất tuyệt vời của hãng JBL để dành cho các bạn. Còn bây giờ thì tôi cũng sẽ xin cậy được cậy căng. Nhưng mà vấn đề cậy căng giờ tôi thấy là hơi khó một chút. À, cũng không phải khó lắm. Trời. Tuyệt vời. Chắc đây là một kiệt tác đến từ hãng JBL để dành cho các audiophile. Còn bây giờ thì xin mời máy quay có thể quay ra đằng sau một chút để chúng ta cùng trải nghiệm ở cái hệ thống cắm cọc loa. Vâng, thấy hệ thống cắm cọc loa thấy cũng rất là phức tạp. Nói chung là đúng là quái thú thì nó cũng phải có cái sự khác biệt từ cái lỗ thoát hơi đến hệ thống cắm cọc led và hai, và lại còn có nút vi trình. Nhìn thế này. Còn đây là mã thương hiệu Project K2S9900. Vâng, chúng tôi xin dừng YouTube tại đây và hẹn các bạn tiếp tục vào YouTube tới thì chúng tôi sẽ có một cách phối ghép và chúng ta cùng trải nghiệm xem màu sắc âm thanh của dòng K2S9900 này như thế nào và tại sao được ở trên thế giới người ta rất là có xu hướng săn lùng để tìm những cặp loa hay và quý như cặp loa của hãng JBL này. Hẹn các bạn YouTube sau. Cảm ơn các bạn đã xem YouTube.